Bữa nay mình chỉ các anh em cách mà phân biệt giữa phân chuồn mướp và phân mèo rừng nha. Cái này ấy nè. Anh em thấy phân á, để ý á, là biết nó là con gì liền. Phân á, mà nó lông chuột không á, lông chuột không á, thì phân của con đó là phân con chuồn mướp nha. Phân nào mà lông chuột không á thì nó là phân chuồn mướp. Còn phân nào á mà có cả lông chuột á, cả cỏ ở trong đó đó, là phân con mèo rừng nha. Đây là kinh nghiệm của mình đi đánh trước giờ, mình để ý thấy như vậy á. Còn anh em nào có cái cách phân biệt hay hơn á thì chia sẻ cho anh em cùng biết nha. Nè, những cái phân này ở trong nó có cỏ này ha, em thấy không? Đó là con mèo rừng á, mèo rừng nó khoái ăn cỏ lắm, nó có cả nhiều khi cả lông chuột nè, cả cỏ nè. Còn mà có đã phân của con chuồn mướp không á, phân của con chuồn mướp không á thì nó chỉ có chuột, lông chuột không à. Chỗ này có mấy con á, chỗ này có mấy con lận, cả mèo rừng cả mướp tùm lum hết, mà giờ nó đi đâu vậy á. Cả lông chuột cả cả cỏ nè, mèo rừng nè. Mèo rừng, con mèo rừng này nhỏ nè. Nhưng mà con mướp bự, con mướp rất là bự, một đống luôn, nó ỉa như cái xí luôn, nhìn thấy không? Ỉa phân to phân nhỏ gì có hết trơn luôn nè, ỉa lâu lắm rồi mà giờ không thấy nó ở đây nữa. Đánh cả tuần không có chạy. Nó ỉa quá trời luôn, phân to phân nhỏ được có hết, phân của cả phân chuồn mướp lẫn phân mèo rừng nha. Đây là kinh nghiệm của mình đi đánh trước giờ thì mình chia sẻ cho anh em để biết. Những anh em nào chưa biết thì coi, còn những anh em nào biết rồi hoặc là có cái cách nào hay hơn á thì chia sẻ cho anh em cùng biết nha. Mèo rừng nó ăn cỏ ăn gì tùm lum hết á, mà con này mình chưa bắt được, nó ỉa nguyên một núi vậy nè. Để hình nè, bỏ cho anh cỏ Mỹ không. Nó về đây nó ỉa con xí vậy nè. Để mình bỏ ở đây coi, mai mình quay lại xem có mất chuối không. Rồi, tạm biệt anh em nha.